Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lại quay cái tác phẩm bonsai hoa giấy lùn lực này của mình nhé. Đấy, cái gốc của nó có khi gần bằng cái xô sơn rồi các bạn ạ. Đấy, sau khi cắt được vài hôm nhé, cắt được 2-3 tuần gì đấy. May quá là gặp trời mưa. Đợt này là đang mưa bão, thế cho nên là nó bung lộc luôn. Mình vừa dọn vệ sinh ở dưới gốc à. Bây giờ tiếp tục mình sẽ dọn vệ sinh ở trên nhé. Ở trên tức là cái phần cái tay nào mà mình nuôi thì mình để, còn cái tay nào mà mình không nuôi thì mình bỏ. Đấy. Và sau đấy mình sẽ tiếp tục vít cành. Đấy, quay sát để các bạn xem này. Đấy. Đấy chưa? Lùn lực luôn các bạn ạ. Sau một thời gian này cắt hoa giấy đúng là nhanh thật. Gặp mưa cái nước bung luôn. Đấy cái bệ của nó đây nha các bạn nhé. Đấy. Thấy chưa? Cây này cao chỉ khoảng 1m1 thôi. Đấy cái tay này xong mình sẽ kéo ngang nhá, bay ngang ra. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đường nét tuyệt vời luôn. Đây này. Đấy. Đi lên rích rắc đi lên cái cổ ngọn. Cái này mình để làm ngọn thế nhưng mà khả năng đây nó có cái mầm đây rồi, khả năng sau mình sẽ lại cắt đây. Cắt ở đây để cho nó rụt rịt lại. Cái ngọn nó rụt rịt lại nhìn nó phê. Đấy nhá. Lộc bung khắp nơi luôn các bạn ạ. Bung hoa giấy nó khỏe. Nhưng mà cái đặc biệt là mình cắt, các bạn lưu ý là cắt vào mùa đầu mùa thu. Thời tiết nó còn ấm là một, cái thứ hai nữa là nó có mưa. Nó không bị nắng, bị cháy. Thế là nó có mưa, cái là mưa vào phát, thế là nó bật lên ngay. Rất là khỏe. Các cao thủ và kinh nghiệm có khi họ còn cho ăn trước khi cắt ấy. Bón phân trước khi cắt để cho nó khỏe. Nên lúc cắt phát là nó bung lụa ra. Đấy. Mình chia sẻ cái tác phẩm hoa giấy cắt giật của mình nhé. Chia sẻ tác phẩm hoa giấy cắt giật lùn lực. Quá đẹp luôn. Đấy, bông tay nó ra đều như ý này. Cái thằng này nó cũng ra này. Cái này bây giờ phải vít ngang ra đây. Cho nó ra đây. Đấy. Đấy, tạm thời những cái này thì cắt bỏ. Đấy, phần dưới gốc dọn cho nó sạch, vệ sinh. Đấy. Cái cổ chỗ này, này nó đang hơi to rồi cho nên mình không cho nó mọc cành thở ra đây làm gì cả. Nhưng khả năng sẽ nuôi cành thở dưới gốc này. Đây này, cái này khả năng phải nuôi cành thở để cho nó phóng ra đây để cho cái bệ gốc nó to bự ra. Nhìn rất là mê luôn các bạn ạ. Đường nét này đấy, đi ngoặt nghèo. Bây giờ mình tiến hành mình vệ sinh bỏ những cái cành ấy mà không dùng đến các bạn nhé. Cứ tạm thời cái giai đoạn này là không cần đến nó. Nên bỏ vặt bỏ hết những cái mầm đấy đi, không để nó mọc. Bởi vì nó mọc là nó to, là những cái cành mình muốn nuôi nó lại không mọc được. Đấy, mà nó chiếm hết diện tích. Sau này thì có thể những cái cành này mình sẽ nuôi làm bông mà. Làm cái ấy cho nó. Nhưng mà trước mắt thì bỏ đi. Đó
đi để ưu tiên những cái ông ở ngoài cái tay theo cái định hướng của mình. Cái anh này có thể là anh này mình có thể để. Cái anh này là đang muốn có một thằng nó phi ra đây cũng rất hợp lý, nhưng kệ nó. Cái ông này thì lùm xùm để cho đi luôn. Mấy cái vết chỗ này là cứ giật thì xong nó lại ra mà, cho nên là cứ thoải mái đi. Đây, cái này cũng thế. Cái này mấy tay này có thể mình để, cái này là có thể nuôi một sum xuê, mấy cái sum xuê nhỏ nhỏ ở đây. Đây các bạn nhìn này, nó mọc đi vào không lưu ý mình thì sau mình là phải uốn nó ra này. Hoặc là cứ để đây, sau cắt đây thì nó bật cái mầm này phọt ra đây thì mới đúng ý được, chứ không là khó. Đấy, cái ông này, cái phần ngọn mọc lung tung lắm, bỏ hết đi. Đấy, mọc linh tinh và khe và khiếc. Cái thằng này thì được, ngày được, nếu mà thằng này to xong mình sẽ cắt bỏ cái phần này. Cái ông này mà to là cắt bỏ phần này, làm thành cắt giật luôn cho nó côn. Đấy, đây bỏ. Anh này cũng bỏ đi. À, cái ông này lại ở dưới. Vừa làm vừa vặt thế này, không biết là có vặt nhầm không các bạn. À, vừa quay video vừa vặt này, không biết là có vặt nhầm không. Vặt nhầm phát là phiền lắm. Đấy, đây này. Đấy, nó mọc vào trong thì vặt bỏ chứ để làm cái gì. Đấy. Cái nó vặt vào trong. Đấy, cái này bỏ. Cái này có thể là để được. Đây này. Cái phần ở trong này thì vặt bỏ hết các bạn. Trong vặt bỏ hết. Mình càng vặt quang bao nhiêu thì mình càng dễ nhìn, dễ định hình ra thì mình dễ làm. Chứ nếu không là khó nhìn, khó định hình. Cái canh này có thể là vẫn để canh thở nhá. Để thở cho cái chỗ này nó to ra. Nhưng chủ yếu đây mình nuôi cái hai cái mầm này này. Đấy, cái tay này, cái đường này đi xuống đây nuôi hai mầm này. Phọt ra đây. Còn cái mầm bên này thì có khả năng cũng cắt bỏ bởi chỗ này nó chật quá rồi, chỗ này chật chội quá. Đấy, và cái bên này cũng thế này. Đấy, bên này thì tạm thời ông này cũng bỏ đi. Đấy, ông này bỏ. Ông này thì có thể là đưa lái ra đây, hoặc là lấy ông dưới này. Đấy, có ông dưới này, ông phọt ra đây thì đẹp. Nên chủ yếu nuôi ông này. Ông này đi đúng hướng luôn. Ông này ra đây. Đấy, hoặc là vặt sang bên này. Tóm lại ông này kéo cho nó hơi xuống một tí. Thế là tay bay ra. Thế là mình nuôi được cái tay chính nhá. Tay chính này xong rồi nó phụt mầm. Nó thành bông đẹp luôn. Đấy, như cái thằng này. Đây, thằng này bỏ. Đấy, lão này cũng bỏ. Đấy. Nó to rồi, không nó không gãy được. À, phải cắt. Đấy, thế còn bác này thì có thể mình sẽ lái ra đây. Vặn vặn bác một tí cho nó lái vào, cho bác bay sang bên này. Đấy. Đó, bay bên này là hợp lý. Còn mấy này đấy, anh này bỏ đi. Này. Đấy nhá. Dọn sạch sẽ luôn. Đấy, tiến hành này. Dọn dẹp. Còn cái phần dưới này thì chắc là chỉ việc kéo ra thôi. Kéo ra cho nó hợp lý ra. Một số cành để cho nó thở, một số cành thì kéo nó ra. Đấy.
Đấy, cái chỗ này nó sum xuê hết này các bạn này. Sum xuê thế này thì tức là sau này khi cây nó thành cây rồi thì để. Nhưng bây giờ thì vặt nó lên như này, những ông này, ông mọc vào trong, vặt bỏ hết. Đấy, ông mọc vào trong, đang nuôi cái này thằng này, nuôi ông này. Chứ không thôi chỗ này không để nó sâu quá làm gì. Đấy, mấy ông này là cũng phát triển nhanh lắm. Vặt hết các bạn ạ. Mọi người ơi, sau một buổi mình cắt chỉnh sửa nhá, sau một khu buổi mình cắt chỉnh sửa cái các cái tay cành này, mầm mới này, và mình đã bắt đầu buộc lấy dây buộc buộc vít này. Bây giờ nó đã tương đối xong rồi, ổn rồi thì mình lại quay lại cho các mọi người xem nhá. Đấy, đây là phương pháp cắt giật và nuôi tay cành nhé các bạn nhé. Đây này, đây này, mình kéo hết, buộc dây mình kéo bay ngang hết, bởi cái này nó cứ mọc thẳng lên mà. Đấy, kéo kéo. Kéo bay bay ngang hết, đấy. Tất cả các cái mầm này. Thế còn mầm ở trên ở chỗ này nó là bông rồi mà, mình có thể bấm bấm ngọn được rồi. Bấm ngọn được không, cho nó dài ra. Chỗ này có thể mình tạo bông được rồi. Bông bấm bỏ mấy cái ngọn này đi, những cái cành thẳng nhá, thẳng lên thì mình bấm bỏ ngọn. Đấy, đây này, buộc dây kéo bay ngang hết các bạn ạ. Đấy nhá, đấy nè, kéo dây bay ngang hết. Mình không uốn nhá các bạn nhá, mình không uốn mà mình chỉ kéo bay ngang thôi. Đấy, những cái mầm trong này thì mình bấm bỏ đi. Tức là những cái mà mình không nuôi tay nữa thì mình bấm để cho nó không phát triển lên để tạo cái độ rích rắc. Đấy, cái ông này, ví dụ ông này cũng thế, bấm bỏ. Đó. Sau đó chỉ ưu tiên những cái cành ngang thôi nhá. Ưu tiên cành ngang. Đây này. Đấy. Bay ngang, bay ngang, bay ngang. Đây này, ví dụ đây ông này thế này, bấm bỏ luôn đi. Đấy, sau này là nó thành bông ở đây hết các bạn. Đấy, còn đây cho tay vọt ra ngoài này, tay nuôi vọt ra ngoài này. Đây cũng như thế đây này. Đấy, đây cũng thế này, cái ngọn của mình đây. Mình cắt vát phát này, trước để cao này nó không bật, nhưng bây giờ nó có mầm ở dưới mình thôi, mình cắt vát ở dưới này. Hãy nuôi cái thằng này lên, sau nó xòe đây trên này. Đấy, còn cái ông này, bên nuôi ông này kéo sang đây, kéo sang đây, để sau này cắt chỗ này làm một làm bông ở đây được rồi. Đấy, làm bông. Đấy, cái thằng này thì để mầm thở cho nó vọt sau này, để làm gì thì làm, thì cứ để đấy. Đấy, còn trong này thì cũng thế này. Đấy.
Đấy, chỗ này có thể làm bông được rồi các bạn. Chỗ này cắt cắt bấm mầm để làm bông được rồi. Thì không cần phải nuôi tay nữa. Đó. Đấy. Ông này cũng làm bông này. Phần dưới ngọn. Cái này để thở để nuôi ra đây xem có làm ăn được gì không. Đấy, còn cái ông này cho ông bay ra đây. Nếu buộc vít ông bay ra đây này. Đấy, ông này ông bay ra thế này. Thấy chưa? Đấy, đây là một lần cắt tiếp theo của mình nhá. Đấy không? Mọi người xem nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Có cách làm hay và đẹp thì các bạn có thể comment ở dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.